Truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, lực lượng vũ trang huyện dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí Bí thư huyện ủy thăm hỏi động viên gia đình có người mất tích khi đang tham gia khai thác thủy hải sản trên biển tại xã Hải Hà. Xã Hải Hà trao 255 xuất quà Tết cho người nghèo, người có công với cách mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 2, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, truy tặng em Hoàng Đức Hải cho gia đình em tại xã Hải Ninh vì có hành động dũng cảm, cứu 3 người thoát khỏi đuối nước trong ngày 8 tháng 2 năm 2018 vừa qua. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Tại gia đình em Hoàng Đức Hải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, động viên gia đình nén đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng truy tặng em Hoàng Đức Hải. Tại xã Hải Châu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến cùng đoàn công tác đã dự hội nghị biểu dương và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hai em Lê Bá Khánh, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở xã Hải Châu và em Lê Ngọc Vương, sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất. Hai em đã cùng với em Hoàng Đức Hải tham gia cứu 3 mẹ con bị đuối nước tại khu vực sông Yên, chân cầu Ghép ngày 8 tháng 2 năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa rất đau xót trước vụ việc thương tâm vừa xảy ra và hết sức trân trọng, biểu dương hành động dũng cảm của các em Lê Bá Khánh, Lê Ngọc Vương, đặc biệt là tấm gương hy sinh thân mình của em Hoàng Đức Hải, hành động đẹp được xã hội trân trọng.
cần được tuyên truyền rộng rãi, phục vụ công tác giáo dục về tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ trong tỉnh. Đồng chí đề nghị tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh, học tập tấm gương quên mình, cứu người của các em. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở ngành chức năng và huyện Tĩnh Gia đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình em Hoàng Đức Hải vơi bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hai em Lê Bá Khánh, Lê Ngọc Vương tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và cống hiến đem lại niềm tự hào cho quê hương. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho em Lê Bá Khánh và em Lê Ngọc Vương vì đã cùng em Hoàng Đức Hải dũng cảm cứu ba người thoát khỏi đuối nước trong ngày 8 tháng 2 năm 2018. Trước đó ngày 9 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện do đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm hỏi động viên gia đình em Hoàng Đức Hải. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Tại gia đình, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thế Kỳ đã chia sẻ những đau thương mất mát mà gia đình gặp phải, đồng thời động viên gia đình nén đau thương sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng ngày 12 tháng 2, đoàn đại biểu, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện đã tới dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy; lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Trong không khí thành kính thiêng liêng, đoàn đã đặt vòng hoa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ kính viếng các anh hùng liệt sĩ; vòng hoa của lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, sau một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 12 tháng 2, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã tới thăm hỏi động viên gia đình có người mất tích khi đang khai thác thủy sản trên biển tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà. Cùng đi có đồng chí Đinh Văn Minh, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy, lãnh đạo văn phòng huyện ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Trước đó vào ngày 3 tháng 2 năm 2018, ông Mai Văn Tráng một mình một thuyền cùng đoàn đi khai thác đánh bắt trên vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An. Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 2, gia đình đoàn khai thác bị mất liên lạc với ông. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân tỉnh Nghệ An thấy thuyền của ông đang lênh đênh trên vùng biển Nghệ An. Trên thuyền không có người, động cơ đang hoạt động. Sau hơn một tuần tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông Mai Văn Tráng. Tại gia đình, đồng chí Bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác đã ân cần động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát, những khó khăn của gia đình gặp phải, đồng thời động viên gia đình vượt qua đau thương, tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và bà con ngư dân tìm kiếm nạn nhân mất tích và sớm ổn định cuộc sống. Ngày 9 tháng 1, cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị công chức viên chức là người lao động năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lê Thị Hóa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan khai mạc hội nghị. Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cán bộ công chức viên chức người lao động cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực được giao.
từ công tác tham mưu của các phòng ban thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân huyện trong phát triển kinh tế nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nội huyện đạt 7,5%, đạt 25,04% nếu tính cả trong khu kinh tế Nghi Sơn. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tập trung là giải quyết vướng mắc các dự án trong khu kinh tế Nghi Sơn và thực hiện kiểm kê bồi thường các dự án. Năm 2017, Ban Giải phóng mặt bằng huyện đã tham mưu công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 487,36 ha. Tổng số dự án được giải phóng mặt bằng là 116 dự án, bàn giao 406,95 ha đất và 49,64 km đường giao thông và đường ống nước cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Công tác quản lý tài chính, ngân sách và kế hoạch đã có nhiều cố gắng, nhất là việc tham mưu các giải pháp tăng thu các loại thuế, tranh thủ các nguồn cấp bổ sung ngân sách từ cấp trên, đảm bảo chỉ tiêu thu và chi. Năm qua, tổng thu ngân sách toàn huyện vượt 72,6% dự toán tỉnh giao và 47,4% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội đã có nhiều chuyển biến, tình hình quốc phòng an ninh được tăng cường đảm bảo, tạo nên một diện mạo mới trên quê hương Tĩnh Gia anh hùng. Hoạt động của công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã có nhiều chuyển biến, đặc biệt là hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động. Năm 2017, công đoàn Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức vận động ủng hộ từ thiện số tiền hơn 100 triệu đồng, phát động và xây dựng quỹ với số tiền trên 250 triệu đồng dùng để tham quan, học tập kinh nghiệm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Tiến Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của toàn huyện trong toàn bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, nhiệm vụ là rất quan trọng và nặng nề, mà trước hết mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Các phòng ban chủ động, tích cực tham mưu sát, đúng trên từng lĩnh vực được giao, nhất là vấn đề giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, đất đai và giải quyết đơn thư khiếu nại. Đoàn kết, thống nhất, trí tuệ, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp đồng bộ chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lấy ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, chất lượng khối lượng công việc làm tiêu chí, đánh giá cán bộ công chức viên chức người lao động cuối năm. Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể cá nhân đã được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và công tác công đoàn năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 2 năm 2018, xã Hải Hà đã tổ chức lễ trao quà cho người nghèo nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Tới dự có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Cao Văn Lâm, trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện. Thực hiện cuộc vận động Tết vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi cán bộ, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã nêu cao tinh thần tốt đẹp của dân tộc ta, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, bằng tấm lòng hào tâm, tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Hà đã vận động được 255 suất quà Tết để trao cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi, các gia đình chính sách, hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như toàn xã hội trong việc chăm lo Tết cho người nghèo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao phong trào Tết vì người nghèo của xã Hải Hà. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị doanh nghiệp trong xã tiếp tục nêu cao tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, giúp đỡ để người nghèo đón Tết vui vẻ, đầm ấm, qua đó trở thành nét đẹp truyền thống của xã vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, tại đền thờ lăng mộ sư bà Ngọc Nữ Đại Vương Mai Thị Triều, ông Mai Trung Nghị, nguyên đại tá quân đội,
là hậu duệ đời thứ 10 của sư bà Ngọc Nữ Đại Vương Mai Thị Triều, cũng đã trao 140 suất quà cho các hộ gia đình là người già, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Thông Nhất và thôn Đức Thành thuộc xã Ninh Hải. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo Tết cho người già, các hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp các đối tượng ấm lòng hơn khi mỗi độ Tết đến xuân về. Thực hiện kế hoạch số 10 ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 huyện Thị Gia về công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ngày 9 tháng 2, Công an huyện Thị Gia phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 17 đã tổ chức kiểm tra hành chính các kiosk bán hàng tại chợ Còng, chợ Trúc, xã Xuân Lâm và chợ Kho, xã Hải Ninh. Các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng ở các kiosk bán hàng, đồng thời vận động các hộ kinh doanh tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm, tiến hành tạm giữ các mặt hàng nghi là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tự giác tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Thông báo tuyển sinh. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn Thanh Hóa thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Đối với hệ cao đẳng nghề, tuyển sinh dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hoàn thành chương trình trung học phổ thông gồm các nghề: điện công nghiệp, thời gian đào tạo 30 tháng; hàn, thời gian đào tạo 30 tháng; điện lạnh, thời gian đào tạo 30 tháng; may thời trang, thời gian đào tạo 24 tháng; quản trị mạng máy tính, thời gian học 24 tháng; kế toán doanh nghiệp, thời gian học 24 tháng. Đối với hệ trung cấp nghề, các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hoàn thành chương trình trung học phổ thông gồm các nghề: điện công nghiệp, thời gian đào tạo 20 tháng; công nghệ ô tô, thời gian đào tạo 20 tháng; hàn, thời gian đào tạo 18 tháng; điện lạnh, thời gian đào tạo 18 tháng; điện nước, thời gian đào tạo 12 tháng; may thời trang, thời gian đào tạo 12 tháng; quản trị mạng máy tính, thời gian học 12 tháng; kế toán doanh nghiệp, thời gian học 12 tháng. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc hoàn thành chương trình trung học cơ sở được tuyển vào học trung cấp nghề đối với tất cả các nghề. Thời gian đào tạo 3 năm, có học văn hóa và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được miễn 100% học phí học nghề và học văn hóa. Đối với hệ sơ cấp nghề, đào tạo tất cả các nghề cho mọi đối tượng có nhu cầu, thời gian đào tạo từ 2 tháng đến 4 tháng. Đối với hệ liên thông, tuyển sinh đối tượng học xong trung cấp nghề, học thêm từ 9 tháng đến 12 tháng để được cấp bằng cao đẳng nghề. Khi vào học tập tại trường, học sinh sinh viên được hưởng các điều kiện và chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Nhà trường có nơi ăn ở tại căng tin và miễn phí ở ký túc xá. Hồ sơ tuyển sinh bán tại trường và tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong huyện. Thời gian thu hồ sơ và nhập học: đợt 1 đến 15 tháng 3, nhập học vào ngày 20 tháng 3. Đợt 2 đến ngày 10 tháng 8, nhập học ngày 15 tháng 8. Đợt 3 đến ngày 10 tháng 10, nhập học ngày 15 tháng 10. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm tuyển sinh việc làm Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 02373 717 866. 02373 717 566. Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây. Có chuyện gì mà vui thế mình? Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc. Cụ thể là sao, nói em nghe đi. Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác. Ui, tuyệt thế hả mình? Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng. Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao? Tất nhiên rồi. Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc. Trung tâm Thương mại Vincom Tĩnh Gia xin gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng gần xa đã ủng hộ tham quan mua sắm hàng hóa trong thời gian qua. Kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Hòa trong không khí đón chào xuân mới Mậu Tuất 2018, Trung tâm Thương mại tổ chức hội chợ hoa Tết để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân trong vùng khi đến trung tâm thương mại. Kính mời mọi người dân trong huyện và khu vực lân cận đến tham quan mua sắm tại trung tâm thương mại để chọn cho mình được những món hàng yêu thích và ý nghĩa nhất cho gia đình trong những ngày Tết. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng gần xa. Thời gian tổ chức hội chợ từ ngày 6 tháng 2 năm 2018 đến ngày 15 tháng 2 năm 2018. Địa chỉ: Trung tâm thương mại Vincom Tĩnh Gia, thôn Nam Yến, xã Yến, huyện Tĩnh Gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.